Uy, de la. Xin chào cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình sẽ vào đây để xử lý các bọn các bạn. Con ơi. Đủ, em tụt ủng rồi. Vào đây em ơi, nó ở trong này em ạ. Anh kêu để lại. Tụt mất ủng rồi. Cầm cầm em đôi ủng rút vào đây nhá. Đây là cái, đây nha mọi người nhá. Hôm qua có rất nhiều người nói mình là đây là cây trinh nữ hoàng cung. Làm gì phải? Đấy, nhưng mà đây không phải. Đây là cây láng hoa trắng. Nó gần giống với cây trinh nữ hoàng cung mọi người nhé. Nhưng mà cái hoa của trinh nữ hoàng cung nó sẽ to hơn cái cây này. Và thơm hơn nữa. Đấy, cây đây mọi người. Có ông kia. Nhìn luôn xung quanh trong quán á. Đấy, khu vực này là hôm qua mọi người thể thấy trên video mình hôm qua là ngập lụt luôn. Nhưng mà hôm nay thì đã cạn nước rồi. Chiều nó mới ngập. Bây giờ anh em mình lên kia để bắt tổ ong này. Ôi có cái lờ cái này sư phụ này. Nè nè nè. Ui hỏng hết rồi. Người ta bỏ rồi. Để phân mai. À. Lờ này được mấy con? Nhấc anh không? Khóc rồi. Tôi vẫn hay vẫn được. Đây là người ta vứt đi mà nó chui vào. Đi, giờ anh em mình cho đồ dần lên. Cho lên trên này hãng mặc đồ. Mặc đồ này nó ấy nghe nhá. Cây này rất là cao to mọi người. Ấy, cả đưa đồ lên. Cầm em. Cái đấy mặc được không? Ừ. Để em leo lên. Cháu ơi, dưới đây ong có đốt không? Có. Kết thúc mình phải đi chỗ khác, miệng đâu có cắn thì phá hơn. Đâu, xách cái đồ, đón đi đồ đi. Nước anh cũng chung bỏ cái nước này. Nó đi ăn mà đốt phát này không nhảy xuống. Càng. Không có nước mà lặn. Ô thích đấy. Thế mày đưa ủng à? Ủa, cầm em ủng đấy. Đưa cái làn đi. Đưa làn đi. Bỏ nước ra. Lậu đang nở hoa. Đang mùa rộ mật đấy nhỉ. Ý là bờ sông kia thì bờ sông kia là lợi sống. Uống em ngoài kia cơ. Ở đường đi cơ. Đấy, bỏ ra. Nó thuật. Không rút được. Tao mặc quần trước nhá. Tao lên không đằng bánh mặc nhá. Đây là bộ áo chuyên dụng để bắt ong mọi người. Cũng sẽ rất là nóng đây. Nhưng mà thôi. Đấy là láng hoa trắng. Láng nó thích nơi ẩm mà. Ừ. Bộ áo giáp sắt. Bởi vì sao ông đốt chạy đi đâu rồi? Đi xa thế. Em trông thấy ông nó nhìn thấy đốt làm gì?
Ui giời. Bỏ lửa cũng ra đây. Để bắt được tổ ong mặt này nó cũng khá là nhiều. Bộ quần áo chuyên dụng này là em chui vào em rất luôn, không cần phải nghĩ. Lắm. Cầm em đủ nguyên anh ơi. Mình lấy cái dao nhá, để cắt cái dây cua. Không cầm dao đi à? Cầm dao đi còn còn cắt mặt đấy. Thiếu gì? Xô đâu? Xô không thảo cầm đi à? Ôi thôi rồi. Thế đựng mặt bằng cái đéo ấy. Cầm ra để đấy rồi. Lấy cái... Giờ chỉ lấy cái túi bóng thôi. Cái kìa. Anh cứng ơi. Đưa cái túi bóng lên đây luôn đi. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Số số mấy? Mấy cái tông môn này. Nheo đi. Như vậy bố ông cũng không đốt được. Ui, nhìn cứ như kiểu cái gì nhỉ? Lính ngụy trang ấy mọi người ạ. Thì cái lính nó ngụy trang có chuyện bắn tỉa ấy. Hả? Cứ để sư phụ mà ép về nhìn như con tắc kè chả gì nhận được ra. Nào anh đi lên đây đi. Anh leo hẳn lên đây đi. Cái bóng này mặt trong sạch nhá. Cô đừng như bụng vẻ A được. Cái xô gây em cầm để ra chắc quên mất rồi. Mình đi sau đấy. Thế anh leo đây đi. Từ từ, đừng làm đông. Đôi găng tay đâu? Cái này bám lại được hết rồi. Con này con to gì à? Được. Cái đồ ấy. Cái này cái gì? Đưa cái ủng ấy. À đưa cái quần mưa đây. Ui à. Từ đừng có làm động nó rung rồi kìa. Mày đưa máy lên. Mày treo lên cái tầng trên cho mày ạ. Này cầm máy đi để em leo lên. Dàn làm. Bây giờ quan trọng là lấy cái gì mà được mặt. Cái bóng. Lấy qua một túi 5 cân rồi. Được. À. Ui. Ui rồi. Thì cười càng. Ui nó nhâu nhâu ra kìa. Đưa máy quay đây. Đây mọi người nhá. Đấy. Anh đưa quần áo cho em mặc chứ. Đâu anh quỳ đi. Đây mọi người này. Ui thank you.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên nha mọi người nha. Mấy con này. Cái còn chui trong này. Đại cầm hộ phát đẩy mặt cái này cái. Quần mưa. Sư phụ đã lên tận lên chơi lơi rồi. Đưa cam. Đưa cam này. Đưa tôi trả lại mặt này. Mặc còn mũ. Mặc còn mưa. Đây. Có thắt lưng không? Cởi thắt lưng ra đấy. Thắt lưng. Không sơ viên chặt. Cầm xô chưa? Xô đây.
độ nguy hiểm rất là cao mọi người. Không đú được mấy ông khoái. Đút vào lên điện cấp 4 ấy. Sơ vin cái áo mưa. Nó nùa trong chết đấy. Đang tay ở trên đấy à, tay nhỉ? Đang tay trên đấy à? Cái gì? Đang tay cao su. Không, ở trên cái làn này. Xong cái làn đấy có. Làn trên. Anh cầm đây, em lên. Đi lấy nước. Nó bắt đầu ra đấy nhá. Đấy, nó lao mập lên này. Kinh, nó lao dọ thật. Đấy mọi người nhìn xem. Hả? À? Đưa xô đây cho. Có khả năng đưa cao dưới quay tay nhá. Ừ. Cam ở dưới quay thì không nhìn thấy gì đâu. Không cần không? Không quay được đi chứ. Đây, anh móc vào đây. Ui giời, nó lao. Anh cũng có bảo hộ, không mỗi hai bộ. Hết rồi chưa? Chưa. Ui giời, nó lao, kinh thật. Từ đã. Thank you.
bảo là anh xem cái bầu bên kia kìa. Ngoài kia có mật, trong này không có. Cái dao cắt đây mọi người này, thì mỗi cái bầu này có mật thôi, còn bên ngoài không có. Mày mở ra đưa dao đây cho anh, xong mày cầm cái này đi. Cắt được mỗi chỗ kia thôi. Cắt được mỗi chỗ ngoài đây. Quá nguy hiểm mọi người. Không cho dao đây à? Ô, không có dao thì nào ăn đéo đi. Mày cầm đi nha. Ui, đây mọi người nhá. Đấy, nó bay. Trên cao rất là nguy hiểm. Đây mỗi chỗ này có mật thôi. Mà bây giờ nếu có dao thì bóp ra được. Chỗ này kéo đi để tuần nữa. Hả? Chỗ này để tuần nữa. Cái gì? Chỗ này bao nhiêu luôn. Ừ. Chỗ này thì đặt mật rồi này. Đây mọi người này. Mật luôn. Bẻ đéo bẻ được em ạ. Biết đéo đâu. Chắc bọn kia nó không vứt rồi rồi. Anh cầm đây để em xuống đấy. Dập anh Hương đi. Em bỏ cái ấy đó. Vứt cái ấy nó xuống tận chân đi. Đấy, cho nó xòe ra cho nó đỡ đụng và đỡ cháy. Mày xuống mày lấy ra đây, anh cắt cái bầu này thôi. Để lại một nửa. Đưa đây là mấy xô rồi. Treo mẹ xô ở cái cánh này. Ô, nó đốt gần chết, tưởng được nhiều mật đấy mọi người. Ở đây cái bầu mới. Tổ này nó cũng mới làm. Có mỗi cái bầu trong kia lắm mật nhất đi. Quay cho mọi người xem cái nghề nguy hiểm. Vừa nguy hiểm vừa đấy. Mọi người tiếp đây. Đấy. Quá nguy hiểm luôn mọi người. Đấy mọi người này. Hả? Ờ thế chắc có cầm dao to rồi, thôi cứ cầm bên đây cắt được em ạ. Đấy. Thế nào mình sẽ cắt chỗ bầu mặt kia và để cái lửa lại cho ong nó làm tiếp mọi người nhé.
Bây giờ nó đéo đốt đâu này. Rất là cao mọi người nhé. Nó đã bâu rồi, đi bìu rồi kia rồi. Rơi ra lắm. Thì tại cái bộ đấy của mày còn đỡ, bộ này mới chết này. Đây mày đưa anh xong mày lên, mày chéo đây mày cầm cam đây để anh ra anh cắt cái bầu kia. Mà lắp xô ra. Đấy. Cầm camera. Úi tà ơi. Lên đây thở không hết ra hơi. Hả? Cái gì? Không, nó không có. Nó một nửa, nó ít, hơi ít mặt. Cắt một nửa thôi. Địt và vứt vẽ hương đi, cắt xong xuống nhá. Đưa đây em cầm hương cho. Cầm được không? Được, được. Đây, được. Anh có cầm xô không? Không, để cắt đấy. Đấy một cái. Quá là vất vả. Ui dồi ôi, mặt nó ra kìa. Ui giời, mặt nó chảy. Này em ơi, từ từ đã em đi. Rồi. Đấy mọi người. Ngoại nó có chút mặt rồi. Ui nó chảy, ui nó chảy. Ui giời là. Ui phê. Ô. Đấy. Rồi. Ui ui, mọi người nhìn thấy chưa? Phê thật. Thôi nhá. Thôi được. Hết rồi, hết rồi đúng không? Hết rồi, hết rồi. Nè. Lấy cái xác này về ngâm ít rượu đây được chưa? Thôi xuống đi. Xuống nha. Thôi mọi người nhá. Bây giờ anh em mình xuống. Em vứt vứt vẽ hương đi chưa? Đây hương đã đây. Anh cầm cam này em đậy cái nắp vào đó. Đây, mọi người nhìn này. Đấy. Ui thơm thế. Tuy là nó không được nhiều nhưng mà thôi. Mình lấy cho mình để lại cái gốc để cho nó lại làm tiếp mọi người nhé. Xuống núi. Thôi, video này mình xin tạm dừng ở đây. Mọi người xem video thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm ẩm thực vùng cao nhé mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào mọi người nhé. Đây, mọi người xem lại đây. Đấy.